Chiếc này thì tốc độ nó chạy khá lẹ nha các bạn. Nó vượt đuổi ra chiếc ngoài kia. Đó, rồi chiếc kia nó dựng cái đầu lên kìa. Đây kìa. Trời ơi, ghê không? Làm như chiếc tàu biển nó cái nó nhảy sóng hay hơn chiếc cái chiếc vỏ nha. Thôi rồi, ghê chưa? Trời ơi, có chiếc vỏ nhỏ hay gì đây, coi nó chạy kìa các bạn, có thấy luôn rồi, ghê chưa? Nếu mà nhìn không kỹ là không bao giờ thấy anh này anh chạy nha. Khủng khiếp. Đây bây giờ thì có chiếc cao tốc chạy về các bạn. Chiếc này hơi khẩm nha. Cái này thì hình như là không dám chạy cái gì các bạn. Nếu mà chạy quá thì nó không có vượt sóng được, nó hơi lắc ha. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Giờ chưa? Ê, ê. Sống quá sống các bạn. Chiếc này thì chiếc cao tốc chở khách du lịch thôi. Quá rồi, quá rồi. Mấy chiếc này thì nó không dám chạy các bạn. Thôi ơi, bây giờ là chiếc vỏ nó chạy ra các bạn. Mấy chiếc này nó chạy ra hòn á gì vậy? Thôi rồi, rồi sống rồi, chặt rồi, rồi nè, rồi nè. Tới công chuyện thiệt chứ. Thôi rồi. Thôi rồi, còn liếp mũi luôn mà. Ghê chưa? Thôi rồi, coi kìa. Thôi rồi coi kìa, sóng đánh nó quánh tràn lên mũi luôn nha. Đây có chiếc ghe lưới hay gì đang chạy cho vô rồi, nó coi nó nghiêng rồi kìa, nó đảo rồi kìa, khủng khiếp không, vô tới họng dàm rồi là nó đảo khủng khiếp lắm nha. Đây giờ có chiếc vỏ PK đang chạy với ga nè các bạn. Mấy chiếc này thì nó không dám chạy ra lớn luôn các bạn.
Thôi rồi coi đập nè. Ghê không? Giờ tới ngoại cho nó quánh cái vỏ là te tu hết trơn quá. Coi kìa, coi kìa, coi kìa. Thôi ơi nhảy. Ghê không, ghê không? Thôi ơi. Ê, rồi thôi hồi cái anh kia anh chịu hết nổi luôn, anh đi vô luôn nè. Ngồi ngoài mũi chứ không nổi luôn kìa. Thôi dám ngồi trên mũi rồi kìa. Ok ok ok. Trời ơi. Cũng chưa. Đây bên đây thì có một chiếc ghe biển đang chạy trở về nha. Trời ơi. Khỏi nói mình cũng thấy đó có anh chạy anh đang muốn xỉu luôn. Dạ, ướt mình luôn rồi nè. Ướt mình luôn rồi nè. Chiếc này thì chắc có thể là nó đang chạy qua đây các bạn. Còn nó trao rồi. Trời ơi, có kìa, có kìa. Có kìa. Chiếc này thì chạy vô gần tới rồi. Thôi chiếc này giờ nó chạy xuôi theo sóng nè, nãy nó chạy ngang giờ nó chạy xuôi lại các bạn. Đây có chiếc vỏ bê ca nhỏ đang chạy tới ga các bạn, chắc đặt máy trong hay gì quá. Rồi giờ đang rồi ok ok. Ê, rồi rồi nó sững lại luôn rồi, rồi tới công chuyện rồi. Chạy ra không được luôn kìa. Trời ơi, có chiếc ghe chạy vô. Phải không đó nha. Mấy chiếc này thì ảnh không có dám chạy tốc độ lẹ đâu nha. Trời ơi, coi có lượng sóng kìa. Kìa, kìa. Đây bây giờ có hai chiếc các bạn, hai chiếc ghe nó đang chạy chạy vô nha. Chứ mấy chiếc này trời ơi coi nó mỏ nó xề qua bên kìa, mũi á. Sóng nó đập qua các bạn. Đúng không? Mấy chiếc này thì chạy xuôi theo sóng không nha. Đây ở ngoài này có một chiếc đang chạy giấy vô rồi nó trao rồi các bạn.
nó chạy tốc độ cũng lẹ lắm nghe, mà điều là sóng nó trao qua trao lại. Chiếc này hình như là chiếc cào sò hả các bạn, cào sò hả, cào lụa gì vậy? Đang chạy cho vô nha. Ghê không, coi nó trao qua, trao qua trao lại kìa. Khủng khiếp chưa? Wow. Ê. Quá quá rồi. Nổi quá nổi, giờ này nổi quá nổi là quên cái lớp đó không? Trời ơi, coi sóng nó vượt sóng nè. Rồi giờ nó chạy vô tới trong này rồi nha. Đây, chiếc này chắc có thể về ra, có thể ra ra khơi các bạn, coi nó lắc kìa. Quá rồi, quá rồi. Thôi rồi, chiếc này đâu có ra đâu hả? Chiếc này chắc không có ra các bạn. Để coi có ra không nha. Ok, ok, ok. Chiếc này mới vô chắc tìm chỗ đậu. Mấy chiếc này chắc tìm chỗ đậu để bán đồ. Rồi rồi, ok ok ok. Ê, thôi ơi, lắc gì sao, ai ai đâu mà đứng ở trên đó mà chịu nổi. Trời ơi, coi kìa. Cái đó nó uống nước vô luôn à. Ghe chắc ngược ra lại. Chiếc này nó quậy tới quậy lui hoài luôn. Rồi chạy vô, chiếc này là chạy vô thiệt rồi đó. Vô kiếm chỗ đậu thiệt kìa. Đây có chiếc này nó ra khơi nè các bạn. Nó ra khơi mà nó chạy khá là xa ha. Chắc có thể là mé bên kia nó chạy qua. Chạy ra khơi á. Mà sóng nè. Quá quá sóng luôn rồi. Ê, ê, coi kìa. Đây, cái chiếc này bây giờ nó ve ra nữa nè các bạn.
Thôi ơi, coi nó lắc kìa. Trời ơi, muốn thấy cái lường luôn rồi. Đây con tàu này bây giờ nó chạy ra nè các bạn. Coi nó chạy ra khơi coi kìa, sóng coi kìa, dập nó rồi kìa. Chiếc này hình như là ghe te hả gì vậy các bạn. Đang chạy ra ga nha. Ra bịa ra ngoài biển á. Thôi rồi má ơi, coi kìa, cái mũi kìa. Nó cắt lên kìa, nó muốn dựng đứng cái vỏ lại luôn. Thôi rồi. Còn cái chiếc này bị gì đây mà thả trôi nữa rồi các bạn. Nằm ngang luôn rồi. Đây có chiếc này đang chạy trái vô, vỏ chạy trái vô nha. Đây có chiếc ghe con. Ghe này chắc ghe lưới hay ghe cào gì các bạn. Ok, khủng khiếp không? Coi nó vượt sóng nha. Ê, trời ơi. Thôi ơi, có kìa, có kìa, có kìa, có kìa. Thôi ơi, coi nó lắc kìa các bạn. Nói chung ra mình không dám đi đâu. Nó lắc kiểu gì đây thì thôi rồi. Khủng khiếp không? Nó lắc kìa. Chiếc này có dần chạy về đây các bạn. Rồi rồi rồi. Lượng sóng nếu mà là gặp lượng sóng lớn thì là nó. Chiếc này chạy về đây các bạn. Chiếc này thì hồi nãy giờ nó chưa có chạy ra khỏi ngoài dàm nữa. Mà nó chạy ra cũng khá là xa nha các bạn. Nhưng mà đều sóng quá sóng rồi. Thôi rồi rồi, ok, nó đảo rồi, nó lắc qua lắc lại, nó đảo mũi qua lại vậy đó. Bên này thì bên mé bờ bên kia có một chiếc kia đang ra khơi nha. Chiếc này chạy vô tới đây rồi. Chiếc này thì tốc độ nó chạy khá lẹ nha các bạn. Nó vượt đuổi ra chiếc ngoài kia. Đó, còn chiếc kia coi dựng cái đầu lên kìa. Đây kìa. Thôi ơi, ghê không? Làm như chiếc tàu biển nó cái nó nhảy sóng hay hơn chiếc vỏ nha.
Thôi rồi, ghê chưa. Trời ơi, có chiếc vỏ vỏ nhỏ hay gì coi nó chạy kìa các bạn, có thấy luôn rồi, ghê chưa. Nếu mà nhìn không kỹ là không bao giờ thấy anh này anh chạy nha. Khủng khiếp. Đây rồi, giờ ở bên đó có chiếc vỏ đang chạy cho ga nghe các bạn. Nè, coi nó vượt sóng kìa. Khủng khiếp chưa. Có thể là nó chạy qua đây hay gì đó các bạn. Thôi rồi, rồi. Sống quá sống các bạn. Quá, wow. Ok. Lúc này thì ảnh bớt ga lại hay gì nha. Quá. Wow. Đi biển là phải kiên trì mới được nha các bạn. Sóng gió bất thường lắm, có khi nó đập mấy cái lượng sóng lớn đồ này kia đó, đập cái ành đó hay là nhìn cũng đáng sợ đó. Rồi, giờ con cái lượng sóng rồi kìa, kìa. Đây bây giờ là có chiếc ghe này ghe lưới hay gì các bạn, ghe lưới ghe cào gì hay gì đang chạy cho ra nha. Ghe sơn cái màu quá nổi. Ghe này ghe lưới các bạn, đánh bắt cá hay gì. Giờ mấy anh đánh bắt hải sản. Đây bây giờ là chiếc này đang chạy ra nè các bạn. Rồi có kìa. Má ơi, cái này chắc nó đặt máy đê cái gì nó chạy nổ tiếng lớn quá lớn rồi, có kìa. Ôi. Ghê chưa không? Đây
trời ơi, coi kìa, coi kìa, khủng khiếp chưa. Cái này chắc chạy ra hòn á các bạn.